Mì ngon thế nhỉ. Tận quay. Con này 15 cân không anh? 30 cân thôi. Quay nhìn ngon quá nhỉ. Quên mật ong mà. Điệu chỗ đây cho nó lổ rồi anh. Tùy từng con thì nó bì. Con từ đầu cuối con với cả tấm. Tấm. Chỗ đã ăn nó cũng giòn chứ nhỉ? À nó lổ bóng rồi để chọc bóng ra, chọc hơi ra. Thồng phát vỡ ngay. Thồng không kịp châm. Cái này nó còn bé. Mình có phải tẩm ướp gì ạ? Có phải rau hình. Hôm qua ăn thử ngon lắm. Ngon nhỉ, vàng ươm thì nổ nó như kiểu giòn bánh đa. Quay đều ấy, quay tay còn bị giật cục. Cái này nó đều, có hộp số giảm tốc đều. Này chưa quay xong là người đặt hết rồi. Hôm nào cũng quay của anh? Có người đã đặt đầu 300, 3 chỉ nhiều. Người đặt chân, quay xong hầu như là tím là đã hết 3 chỉ. Hôm nay nó có người đặt xỏ rồi em. Đặt được 3 chỉ. 3 chỉ chân. Thế quay thẳng đây, ai qua người đây? Quay xong là nhấc lên này. Ngon đấy. Nhìn đẹp lắm anh. Nhìn đường ngoài bình thường, nhìn máy quay nhìn đẹp và gươm. Lại chuẩn bị lại chuyển địa điểm à? Ra đằng kia lại quay. Đấy, nhìn vàng ươm mà ra. Lợn vàng ươm luôn. Khí thế. Khí thế ra trận nữa. Xì chân tay. Ngon để nhìn rồi. Lách qua nó mỏng ra. Quá ngon luôn này, nhìn là vàng ươm, con này 30 cân hơi luôn. Sao còn lâu. Mình giờ mình quay bây giờ mới được có 40 phút còn cá. Một tiếng hơn tiếng bây giờ một con mà đúng không? Đâu đơn giản chỉ bôi vớ vẩn nữa. Mà bảo sốt hộ tí là sếp đang bận. 10 15 phút. Không. Đầu nước thì dặn lên. Làm gì là chín lên rồi chín. Con này nó phải gần 2 tiếng. Gần 2 tiếng một con. Nó quay chưa được 40 phút. Vâng. 2 tiếng mà đúng không? Tiếng 40 phút. Tí chuyển một bánh rán nữa mà phải không? Cái này nó chấm luôn tí nữa là chín. Chín nó còn là vâng, nó còn chín bên trong nó về vẫn tệ. Nó ngót tợn đi, kéo ra lại. Thì bôi vớ vẩn thôi, không sợ đâu. Thì đứng bôi này. Ông có cầm que, ông có bôi vớ vẩn này không? Này thôi, chỉ lắc này không, lắc rồi. Càng nhìn em hoa hậu giờ ngót này. Cái chỗ bì à, chỗ kia bãi chân kia nó hơi vỡ nhỉ, nó lở, lứt. Ông này lúc rột rồi đã quá. Đây đó. Ở cái chỗ kia chú là có con trai là gì nhìn vàng ươm luôn rồi các bạn này. Nhìn ngon quá. Ngon chưa? Tìm vào buổi sáng ra gặp thịt mẹ rồi nhưng mà mình về qua mình bắt mình phải chủ động thế qua mà bắt về. Chú tốt nhất là chú kèm cho kèm nhà đó, nếu không thì bắt kèm lợn ra đây tối cho vào vậy. Hả? Kèm lợn ra đây tối cho vào vậy. Kèm lợn ra tối cho vào nó quay xong cứ độ mấy giờ là nhặt ra đây lấy xong. Đó là tối chiều tối chúng mang lợn lên cháu. Cậu đâu quay xong rồi. Đuổi đây vào đây một canh nhá. Đấy à? Hả? Tay đấy phải đi cứu bóng rồi, đi ông tay cứu bóng rồi chứ. Ồ, lớp chảy ra nhiều đấy. Cái này xong là nước chấm đấy anh nhỉ. Nước tự ra. Cái này trộn cơm không? Vâng. Nước này kiểu nó thấm rồi. Nước xít. Cơm lá mong mật cũng cho trong đấy rồi. Nghe thấy gì chưa? Thấy khách báo gì chưa? Chặt cho đĩa kìa. Tính. Nhìn ngon thế nhỉ. Còn 3 chỉ còn được một đĩa. May còn 2 cân nữa rồi. 2 cân nữa rồi, còn bây giờ chặt 1 cân nữa không? Hơi đỏ đỏ. Hơi đỏ một tí. Cái này mình ủ xương là đỏ thế chẳng là sợ. Ngon, vừa nóng. Wow. Quay trước cảnh dị suốt. Em lôi lên em. Lấy cái gì dồn nước ra. Tuyến một cân chứ, 3 chỉ. Đặt trong tuyến một cân chứ. Ngồi kia rồi, đeo vào. Đặt nhẹ trong. Đặt hẳn trong. Tí chặt xong. Đấy, để riêng à. Rồi lấy máy cắt luôn. Rồi lấy máy cắt, cho ấn nút phát là ra từng miếng. Chị 100 à? Ba chỉ đặt, ai đặt ông nhớ nhá. Để đây là đủ đấy. Kia cân rưỡi đây 1 cân hả? Rồi. 1 cân cũng tuyến. Ngoài xong phan uống bia kia là lấy không? Còn ai không? Có Nhiên 1 cân hả? Đây, Nhiên 1 cân đã của ông Tuyến này. Không còn lượn kia đấy. Ok. Đặt cái quay xong là hết luôn đấy. Cái ngay mà ông nào chập lúc hết rồi. Này phải quay luôn to. Là ngoài 2 con. Không quay to hơn ý. Để từ con độ 35 cân ý. 40 cân ý. Quay con tàu đấy thì một con bị thiếu 2 con thừa không? Con tầm 3 vâng ạ. Đừng bán đâu. Dạ. Bán ăn đây này, bán đem về đấy. Đâu bán này luôn ạ. Bán ăn đi. Nhưng mà còn ăn, bác ăn cái loại gì bác chỉ cho con. Bác chỉ cho con thôi. Con không? Bác chỉ cho con được đĩa thôi. Được. Thôi cho anh chút. Cái này 100. Đây còn 50. Xong rồi chặt xong. Ngá 200. Đâu của anh đâu? Đây. Hả? Đây á. nhiều rồi. 50 đồng. Bia 50 nữa là 100 cũng đã cao quá. Người ta ăn một suất 200.000 này. Mà lấy nước kia thì tưới này vào. Tưới nhiều không? Tưới vào thì xì dầu được. Đéo cần chấm nữa. Không cần xì dầu. Đồng nước không nào mát rời gặp nhau. Để Đồng Liên hôm nào gặp hoa ngồi Đồng Liên cái à? Ôi anh em tôi sao trời ơi. Cá mấy này không nhiều. Bây giờ ở đây là đây. Gần như bây giờ gần như là đây chú. Điều vã mãi tổ chức cuối. Xong rồi, có đi lợn rồi. Tôi nghỉ nữa. Thế hôm nào tôi phải trời mưa. Không phải tưới đâu. Tôi đang ăn ở đây chấm luôn. Giờ đi công ty luôn mà. Nó phải vào ngày nghỉ thì mình đi làm lý rồi. Đấy, sao? Đây em cầm này, cầm đi thôi. Cái này ấy còn nó còn đi theo đến kia nữa. Ai biết đâu ra. Đủ, có ai nhiều. Chặt đầu đi. Cân rưỡi à? Đấy, đây là tiếng còn 40 cân. Không được thế này đâu này. Đây trung tâm. Đang cái nào? Cân nó không dễ rồi. Ở đây bao nhiêu? Đầu này bao nhiêu? Cân rưỡi. Một cân nữa 150 rồi. 70.000 nữa. 220. Chuyên nghiệp thế nhỉ? Nó làm đứt phát đấy. Loại chuyên nghiệp nó chuyên bán là cái gì cơ? Chia phát ra chuẩn ngay. Cái này ngày cao điểm anh quay mấy con này? Quay được ngày 4 con đó, 3-4 con. Nó bị xếp lịch. Xếp lịch. Đọc quay thì không quay được, còn mắng ấy, còn trách. Cho một đĩa bằng đĩa sau. Đĩa này trước. Còn còn nữa. Đa số chấm. Nhưng mà tưới rồi không cần, tưới nó vừa. Cái nước này không cần nước. Nước này da nó cũng giòn nhỉ. Chặt tròn tan. Cái đĩa đây là tí ăn sau. Anh uống tạm một đĩa. Cái đỡ đĩa đây ngoài. Cái này đây. Đĩa bên trong. Cái này nó đẹp. Đĩa đây bỏ nó cầm cái hộp để ấy cho cậu. Phẳng hết. Chưa đến 10 phút bay hết con lợn ngay. Ra giòn như bánh đa. Đây, tới đây. thời gian thêm tí nữa nó đỡ đỏ đúng không? Nhưng mà chính là mình ăn cái xương đỏ trong nó sợ. Nó ra nó mình cái đói trong xương nó sợ ăn ngọt.